bạn có chắc đã biết hết Hà Giang. Trải nghiệm một Hà Giang không những chiêm ngưỡng di sản ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp phủ kín những ngọn đồi, đắm mình trong sự cổ kính bởi dấu ấn của thời gian. Mà còn tận hưởng thư giãn đến bất ngờ. Trải nghiệm Hà Giang không những vui cùng núi rừng hoang sơ, mà còn lưu dấu khoảnh khắc theo cách khác biệt. Trải nghiệm Hà Giang không những tận hưởng một ngàn hương vị gây nhớ thương, mà còn nhộn nhịp từng hơi thở. Trải nghiệm Hà Giang không những đắm mình trong di sản văn hóa dệt lành truyền thống, huyền thoại dinh thự cao nguyên đá, mà còn đắm mình trong giai điệu tình yêu ngàn năm. Trải nghiệm Hà Giang không những đón ngày mới trên tiên cảnh, mà còn vượt dòng Nho Quế ngắm đệ nhất hùng quan, bình yên thơ mộng hương sắc mùa, mà còn linh thiêng dấu ấn núi rồng chủ quyền nơi cực bắc. Hà Giang không chỉ có cảnh sắc mà còn là một hành trình khám phá đầy thú vị, trải nghiệm cuộc sống bản địa, đa dạng sắc màu văn hóa và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên.